chào mọi người nha. Thì trong cái video hôm nay, thiết bị TVS sẽ giới thiệu tới mọi người một cái dòng máy tầm cấp hàng bãi của Nhật mà nó có thương hiệu là Meiwei ha. Đây là thương hiệu Meiwei. Nó có thương hiệu là Meiwei. Thì cái con tầm cấp này là hàng bãi của Nhật, được bên em dọn lại. Đó, bên em dọn lại từ A tới Z luôn ha. Dọn lại từ cái đế đầm cho tới cái chân đầm, cũng như là cái đầu nổ và bình xăng, cũng như là bình xăng con. Có nghĩa là bên em dọn lại từ A tới Z hết, full nguyên con. Và cái con đầm cấp Meiwei này á, là cái mã của nó là RT50 ha. Đầm cấp Meiwei RT50. Đây là RT50 ha, có thương hiệu là Meiwei, hàng bãi của Nhật. Cái con đầm cấp này á, là riêng nguyên bản ha, nó riêng từ chân cho tới chân đế rồi tới máy, nói chung là riêng hết, không có cái gì mới cả. Đó, riêng nguyên con luôn đó. Thì cái chân Meiwei này á, là nó riêng nguyên con, đầu nổ này cũng riêng luôn nha, chân riêng, đầu nổ riêng, tất cả đều riêng hết. Và cái đầu nổ này á, là đầu nổ của Robin ha. Đây, đầu nổ là đầu nổ của Robin 3.0 nha, công suất lớn nha. Cái con này là đầu nổ lớn nha, đầu nổ là Robin 3.0 chứ không phải là 2.4 thì nó yếu hơn, còn Robin 3.0 này nó rất là mạnh đó. Và thuộc thương hiệu của Subaru. Thì mọi người biết Subaru là một thương hiệu nổi tiếng của xe hơi trên toàn thế giới, và cái đầu nổ này nó thuộc thương hiệu Subaru đó, của Nhật ha. Và đầu nổ 3.0 Robin đó, công suất rất là lớn. Lát nữa nhớ đưa đọc rồi vô nhà. Đó, cái đầu nổ Robin này thì cái vòng tua của nó là 4.000 đến 4.000 mốc vòng trên một phút. Đó. Và lực đầm của nó rất là mạnh đó ha, tại vì cái công suất của nó là 3.0 lận. Và rồi thì đó là em giới thiệu sơ qua về cái con đầm cấp Meiwei RT50 này đó. Thì những cái con đầm cấp mà hàng bãi của Nhật đa phần á là mọi người rất là thích xài, nhưng mà nó có những cái nhược điểm của nó là đầu nổ của nó hay bị xì khói, về chạy một thời gian nó sẽ bị xì khói đen đó, xì khói đen, và nó rất là khó nổ, hoặc là để một thời gian nó hay bị ngộp xăng, ngộp gió, nó cũng không có nổ. Rồi nó bị xì khói, chạy một thời gian nó sẽ bị xì khói đen ở ngay chỗ cái bô này. Đó, thì bên em đã dọn lại từ A tới Z, từ cái đầu nổ này luôn. Là dọn như thế nào? Có nghĩa là thường thì những cái đầu nổ nó sẽ, cái bình xăng con á, nó hay bị trục trặc. Tại vì cái bình xăng con người ta đã sử dụng qua một thời gian rất là dài rồi, thì cái bình xăng con nó mòn rồi, hoặc là nó bám cặn rồi, nó bị lủng đồ này nọ. Thì nó chỉ hay bị xảy ra trục trặc ở cái chỗ bình xăng con này. Thì bên em đã thay mới cái bình xăng con này luôn ha. Mọi người để ý nè, đây, bên em thay mới cái bình xăng con này luôn. Đó, còn bộ nòng đồ này nọ thì nó còn nguyên riêng hết, dọn lại rất là sạch sẽ. Và thay nhớt đâu đó đường ngọt hết rồi. Còn riêng bình xăng con này là thay mới lại để cho nó chạy ổn định đó. Nó không bị hư vặt ha. Nó không bị hư vặt, cũng như là mình để một thời gian dài mình đem ra giật nó không nổ. Đó là tình trạng của cái con máy đầm cốc cũ hàng bãi, mà đa phần mọi người cứ thấy đầm cốc cũ hàng bãi là mọi người thích, mọi người mua, nhưng mà không biết là nó như thế nào. Thì hôm nay là cái video này em nói cái vấn đề đó. Nó thường là bị xì khói đen, thứ hai là không nổ, rất là khó nổ. Thì nó có những cái nguyên nhân em vừa nói, và bên em đã khắc phục, thay bình xăng con đó, thay bình xăng con mới luôn để cho nó an toàn. Mọi người về là sử dụng không có lăng tăng vấn đề là hư bình xăng con, hoặc là khó nổ, hoặc là ngộp xăng gì cả. Còn cái vấn đề mà xì khói đen á, thì bên em đã làm lại cái bộ nòng luôn rồi đó, thay làm lại cái bộ nòng rất là kỹ để cho nó không bị bể bạc nhớt á, người ta gọi là bị bể bạc nhớt, hư bạc nhớt á. Thì lúc đó nhớt nó sẽ tràn qua, nó sẽ đốt nhớt luôn, thì nó sẽ ra khói đen đó. Thì bên em đã làm luôn cái vấn đề đó luôn rồi, nên cái con này đã dọn từ A tới Z và riêng nguyên bản ha, riêng nguyên bản rất là đẹp.
về là chỉ việc đổ xăng vào chạy thôi ha, đổ xăng vào chạy và nhớ kiểm tra nhớt nha. Rồi em đã giới thiệu xong sơ qua về cái đầm cốc nên quay RT50, về những cái tính năng, những cái ưu và nhược điểm của nó, thì bây giờ em sẽ đổ xăng vào và cho máy nó nổ lên để mọi người nghe tiếng nổ của nó cũng như là cái lực động của nó như thế nào ha. Cái con máy này là động cơ 4 thì nha, chạy xăng bình thường, xăng xe máy của mình bình thường chứ không phải là xăng pha nhớt ha. Rồi khi mọi người đổ xăng cho máy á, thì nên đổ xăng ít nhất là phải được 1 lít trở lên ha, tại vì ít quá thì xăng nó chưa có vượt qua cái phao nên nhiều khi mọi người giật nó không nổ. Có rất là nhiều anh em test máy để bán thì cứ đổ xăng quá ít xong rồi bật máy lên giật không nổ rồi mới đổ thừa là máy hư ha. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn sử dụng luôn rồi sau đó em sẽ giật nổ cho mọi người xem. Đầu tiên là nó có một cái công tắc điện ở chỗ này, on và off. On đây, off đây, mình bật qua là on, sau đó mình cho ga nó về hết cỡ ha, qua tới đây là hết cỡ này, tới ga hết cỡ, còn khi nào máy nó nổ thì mình tăng ga lên mình đập, còn đây là mình cho ga về hết cỡ đó. Xong rồi là mình sẽ xả xăng ha, mở xăng, mở khóa xăng. Nó nằm ngang là nó đang khó, còn nó nằm dọc vậy là mình mở khóa xăng và xăng nó sẽ xuống bên xe con, và bây giờ mình sẽ giật nó nổ. Xong rồi mình tăng ga lên là mình đầm thôi á. Em vừa tăng ga lên và em đầm cho mọi người xem ha. Nếu nó tăng ga mạnh á thì nó nhảy rất là cao ha, nó nhảy rất là cao. Mình tăng ga vừa thôi là nó đầm rất là êm đó. Và hiện tại em đã hạ ga xuống cho máy nó đứng lại, thì mọi người nghe cái tiếng nổ của máy đó, cái nổ của máy nó rất là êm đó, nó nổ êm ru luôn, chỉ nghe cái tiếng bô thôi ha, còn máy nổ rất là êm, không có cái gì cả. Vì nó cực kỳ dễ nổ ha, mọi người thấy rồi đó. Bây giờ em bắt em giật cho mọi người xem này. Đó, chỉ cần kéo nhẹ hàng thắt là nó nổ thôi, rất là dễ nổ ha. Đó, rất là dễ nổ. Giật nhẹ một cái là nổ, giật nhẹ một cái là nổ. Tại vì mình đã dọn lại rất là kỹ về cái bộ bình xăng con, cũng như là bộ dơi, cũng như là làm lại bạc đồ này nọ, là nên nó rất là dễ nổ, chứ nó không phải là như những cái đơn vị khác, họ chỉ cần bao nổ là họ dọn nổ xong cái họ bán rồi về nó cục cặc tùm lum hết, còn ở đây là bao luôn là nó xe con đã ok rồi, máy móc làm lại rất là ngon rồi, về là chỉ có đổ xăng và dịch chạy nổ thôi ha. Đó, ở đây em có làm mẫu 2 con để làm cái video. Mọi người cần cái số lượng lớn cũng như cần nhiều hơn thì cứ liên hệ bên em thông qua 2 số điện thoại trên màn hình ha. Và đặc biệt mọi người cần tư vấn gì về cái máy đầm cốc hàng bãi của Nhật thì cứ liên hệ bên em thông qua 2 số điện thoại trên màn hình. Rồi, cảm ơn mọi người. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.